Thì bữa nay á là Hanh đem theo bốn cái lợp cả nhà ơi, thì Hanh vừa chạy từ trên nhà chạy xuống tới dưới đây. Dưới đây là khúc gì quên mất. Để chạy xuống tới dưới đây thì Hanh sẽ đặt xuống cái kinh ở dưới đây cả nhà ơi. Thấy cái kinh này cá nó ngớp dữ lắm luôn. Ôi thì cái khúc đằng kia kìa, cá ngớp rồi. Đi lại đằng đó đó, cái chỗ đó đó Hanh đặt rồi một cái. Ở đây nguyên một cái vườn nhãn cả nhà ơi, cái này chắc nhãn xuồng hay sao á. Giờ Hanh đem lợp đi đặt. Chở nguyên một cái xe có bốn cái mà nó cồng kềnh thấy ghê luôn. Chở có bốn cái mà nó cồng kềnh thấy ghê, chạy nó khó. Mương này cá nhưng mà cá lóc ít cả nhà. Cả đi gặp cá con phi dính ăn cũng được. Giờ Hanh sẽ đem đi hai cái trước cả nhà ơi. Anh đem hai cái đặt trước hổm gài, cái này Hanh đặt ở dưới sông nè mà không có chạy cá nhiều trơn á, tính không có chạy cá lóc quá, tính đem lên đồng kiếm cá lóc ăn mà chú nói vừa vậy trơn. Cái chú nói là ở đây có cá mà cá ít, cá lóc không có ít á, có nhưng mà ít, nhưng mà cá phi thì nhiều, nhưng mà kệ thì lỡ mình đặt hên hên vô được con cũng đỡ cả nhà ơi. Cá nó ngớp nhiều rồi, Hanh đem đây Hanh đặt một cái. Ôi ở đó có hai cái chai, giờ lát vớt hai chai luôn. Rồi bây giờ Hanh đem xuống đây Hanh đặt một cái như này trước. Ở đây còn muốn tốt tốt. Ở cái nhờ có cái chai nó ấy là ở đây ngay cái chỗ nước thoát ra, cái này mà có cái tay lướt cá lồng tông để xuống là cá dính dữ lắm. Cái lồng tông nó ngớp nhiều một chân cái nha. Chắc anh đặt ở đây một cái, đặt ở ngay hai cái miệng cồng. Ở đây bên đây thấy nó cạn. Ù cá nó ngớp chị. Chắc anh đặt ở bên đó một cái đó ta. Ở bên đám con muốn đó đi cả nhà. Đi qua bển đặt một cái. Ủa mấy cái đọt này nấu ăn mát lắm rồi. Nấu nước uống như thế này. Đọt xăm gì đó. Ủa, cá ngớp nóng lạnh luôn kìa. Ai da. Giờ Hanh đi ra ngoài đó Hanh vớt hai cái chai đó, tại hồi nãy ở hai cái lợp kia nó chưa có chai. Đây có cái chai rồi.
giờ là Hanh đặt xong hai cái cả nhà ơi. À, bây giờ Hanh bắt đầu đi lấy hai cái kia Hanh đặt. Em cánh lại cánh đây hay cánh này kia luôn. Ra cánh ngoài kia đặt cả nhà ơi. Đi ra cánh ngoài đó đặt hai cái, còn hai cái nữa là xong. Này, hai cái này nó chưa có chai nè, phải vớt chai. Quên mà không gài một cái sáng một cái nó chạy đi chừng. Rồi giờ Hân đem ra đây Hân đặt hai cái nữa. Đây là nguyên một cái vườn nhãn luôn nè cả nhà. Đây có cái giớn luôn. Đi đặt thêm một cái cuối cùng. Thì Hanh đặt ở trong kia ba cái rồi. Hanh thấy còn một cái đặt không có cái điểm im im. Hanh đi qua bên đây. Thấy bên đây nó có cái điểm im im nè. Giờ Hanh đi qua bên đây Hanh đặt cả nhà ơi. Cái lợ chuột hang ớt gì á. Dạ. Cái Hành đem xuống đây Hành đặt chỗ này đi. Ở bên đó cũng có cái ớt nữa. Phải có thêm vài cái nữa mình đặt ở bên đây cũng chừng 3-4 cái cũng chạy dữ lắm nè cả nhà. Thấy bên đây im nè.
còn thêm hai ba cái nữa, im quá im. Đặt chỗ này dài vô chổng, cánh giỏng. Dạ, cánh giỏng cái cái vậy lắm. Thanh đặt cái cuối cùng rồi đó cả nhà. Mình thấy ở đây nó có rau muống nè, giờ mình bẻ một mớ rau muống và mình ăn cơm luôn. Về sẵn kho cá rồi cơm. Chấm không? Ở ngoài đồng thì rau muống là bao la luôn. Sẵn về có mớ cá, về mình kho cá cái mình bóc lõi chấm luôn. Tiền rau muống luôn rồi. Đây một bó rồi nè. Mớ rau muống này về nhà mình bóc gỏi ăn cơm. Ui, cái này lên bờ cái nó lạnh là cả nhà ơi, đi về luôn quá. Thôi em thì bữa nay Thanh cũng đã là đặt 4 cái lợp cái lóc xong rồi cả nhà, đặt bên đây một cái, bên kia ba cái. Thôi thì bây giờ Thanh đi về luôn cả nhà ơi. Video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Mong cô chú anh chị và các bạn cho Thanh xin một like, một chia sẻ để Thanh có động lực cái nhiều video hay hơn nữa nha. Bye bye cả nhà, bye bye.